Con gái Vũ Linh liên tục gặp một vấn đề liên quan đến cha quá cố, phải lên tiếng đanh thép. Mới đây trên Facebook cá nhân, con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan tiếp tục đăng đàn chia sẻ về việc gặp phải những phiền phức không đáng có. Hồng Loan tiếp tục bị mạo danh tài khoản mạng xã hội. Thậm chí lần này, kẻ mạo danh còn kéo cả người cha quá cố của cô vào, khiến Hồng Loan bức xúc. Hồng Loan viết, giả mạo nha mọi người, em không hề biết gì về YouTube, TikTok và các trang Facebook khác nha. Trước đó, Hồng Loan cũng từng lên tiếng về việc bản thân bị mạo danh các trang mạng xã hội để kêu gọi quyên góp. Điều này đã khiến Hồng Loan bức xúc phải đăng đàn chia sẻ để cảnh báo khán giả tránh những trường hợp đáng tiếc. Kể từ khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, những ồn ào quanh câu chuyện xây mộ và phân chia tài sản của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh giữa Hồng Loan con gái và Hồng Nhung em gái, Hồng Phượng cháu gái liên tục khiến cư dân mạng xôn xao. Thậm chí các thành viên trong gia đình cố nghệ sĩ còn mang nhau ra tòa, kiện tụng, càng khiến khán giả yêu mến nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thêm phần xót xa. Sau lễ cúng 10 ngày của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả, đồng thời cho biết ngừng nhận hoa và những vật chất khác. Hồng Loan viết, hiện tại cũng đã kết thúc lễ cúng 100 ngày của ba Linh. Từ hôm nay con xin phép không nhận hoa và những vật chất khác nữa. Cô chú bác có thương nhớ ba con thì có thể ghé nhà thắp cho ba con nén nhang thôi. Là ba và gia đình con cũng ấm lòng và biết ơn lắm rồi ạ. Con và gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng của cô chú bác gần xa đã dành tặng cho ba con.